hôm nay ban tổ chức vinh dự đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu đại biểu khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Đình Thống, giáo viên về hưu, nguyên chủ tịch công đoàn trường, xin trân trọng giới thiệu. Về phía đảng ủy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hải, bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường, xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu thầy Bùi Văn Tấn, phó bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường, xin đại biểu một tràng pháo tay. Về phía công đoàn, xin trân trọng giới thiệu cô Tống Thị Mỹ Ngọc, chủ tịch công đoàn. Xin giới thiệu lãnh đạo các đoàn thể cùng toàn thể giáo viên nhân viên nhà trường, đặc biệt là đông đủ quý cô là giáo viên nhân viên của trường, xin quý thầy cô nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về nội dung chương trình họp mặt, phần đầu tiên là về lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3. Câu hỏi đầu tiên, lịch sử ngày 8 tháng 3 bắt đầu từ phong trào nữ công nhân nước Nga, đúng hay sai? Để chúng ta quyết định đáp án và chúng ta không ra hô to nha. Xin chúc mừng quý cô, quý thầy cô đã có đáp án là sai. Đáp án đúng phải là phong trào công nữ công nhân nước Mỹ. Câu hỏi thứ hai, đại hội phụ nữ quốc tế họp tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Sự kiện này diễn ra năm 1910, đúng hay sai? Quý cô không đủ đáp án. Xin chúc mừng tất cả quý cô có đáp án đúng và quý cô có đáp án sai thì chúng ta không được tham dự cuộc chơi. Các số tiền của quý cô có đáp án là sai. Rồi câu hỏi kế tiếp, Liên Hợp Quốc đã lấy ngày 8 tháng 3 hàng năm là ngày quốc tế phụ nữ khi nào? 10 giây bắt đầu. Mời quý cô công bố đáp án. Đáp án đúng là năm 1975. Xin chúc mừng quý cô có đáp án là năm 1975. Đã
cầu an hoặc là nhắc vợ gì trời nha. À, câu hỏi kế tiếp. Bhutan vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố kinh tế phát triển cao, sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Đúng hay sai? À, đề nghị quý thầy cô theo dõi cho thật kỹ nha. Bhutan vốn là nước được đánh giá có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố kinh tế phát triển cao, sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Đúng hay sai? Thầy mời quý cô công bố đáp án. Đây là đáp án nha. À, xin chúc mừng quý cô có đáp án sai. Bhutan là quốc gia không phải là quốc gia có kinh tế phát triển cao, tuy nhiên về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống người dân, đây được xem là những căn cứ quan trọng để quốc gia Bhutan xem là mang đến hạnh phúc cho người dân. À, cho nên kinh tế phát triển cao không phải là căn cứ quan trọng nha. Không có cái cụm từ không có chỉ số kinh tế phát triển cao nha. À, cái câu này sai ở cái ý là kinh tế phát triển cao, nên Bhutan là quốc gia không phải là quốc gia kinh tế phát triển cao, mà quốc gia có xem cái chỉ số hạnh phúc cao là sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống người dân tốt nha. Rồi câu hỏi kế tiếp. Việc Liên Hợp Quốc chọn ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc, còn với lý do vì đây là ngày đặc biệt trong năm khi mặt trời nằm ngang đường sinh đạo, nên trong ngày này độ dài giữa ngày và đêm bằng nhau. Đây cũng là biểu tượng cho sự cân bằng hài hòa của vũ trụ. Đúng hay sai? Mời quý thầy cô công bố đáp án. À, đáp án của chúng ta là đúng nha. À, chọn ngày này, Liên Hợp Quốc còn mong muốn mang đến cái thông điệp ngày quốc tế hạnh phúc, cũng truyền tải cái thông điệp là cân bằng hài hòa là một trong những cái chìa khóa quan trọng để mang đến hạnh phúc cho nhân loại. À, câu hỏi kế tiếp. Chủ đề ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 là yêu thương và chia sẻ. Đúng hay sai? À, mời quý thầy cô công bố đáp án. À, xin chúc mừng quý thầy cô có đáp án là đúng. Câu hỏi kế tiếp về những phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là bà Triệu Thị Trinh. Đúng hay sai? Chúng ta chọn đáp án và không được nói to đáp án để người khác nghe. Mời quý thầy cô công bố đáp án. Xin chúc mừng quý thầy cô có đáp án là sai. Đáp án đúng phải là bà Trương Cát nha. Trương Cát mới là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Triệu Thị Trinh thì là cái người mà tổ chức cái cuộc khởi nghĩa năm 248 nha. Tức là sau khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra năm 20 nha. Nữ chiến sĩ cộng sản đầu tiên là Võ Thị Sáu. Đúng hay sai? À, mời quý cô công bố đáp án. Nữ chiến sĩ cộng sản đầu tiên là Võ Thị Sáu. Đúng hay sai? À, xin chúc mừng quý cô có đáp án là sai. À, nữ chiến sĩ cộng sản đầu tiên là Nguyễn Thị Minh Khai. Câu hỏi kế tiếp. Nữ tướng duy nhất của Việt Nam ở thế kỷ 19 là Nguyễn Thị Định. Đúng hay sai? Phát biểu này đúng hay sai? Nữ tướng duy nhất của Việt Nam ở thế kỷ 19 là Nguyễn Thị Định. Đúng hay sai? Mời quý cô công bố đáp án. À, xin chúc mừng
mừng quý cô có đáp án là sai. Sai ở đây không phải là đúng, ở đây á phải là thế kỷ 20 nha, chứ không phải là thế kỷ 19 nha. Đổi đúng thì Thị Định, bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm là thiếu tướng năm 1974. Đây là một trong những phụ nữ của Bến Tre rất là nổi tiếng và niềm tự hào của nhân dân Bến Tre. Câu hỏi kế tiếp, bà là nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, bà là ai? Mời quý thầy cô công bố đáp án. Nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, mời quý cô công bố đáp án. Xin chúc mừng quý cô có đáp án là Nguyễn Thị Bình. Bà là nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên, và chức vụ cuối cùng trước khi bà Nguyễn Thị Bình nghỉ hưu là phó chủ tịch nước. Người mẹ có nhiều con hy sinh trong kháng chiến nhất là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tứ, đúng hay sai? Mời quý thầy cô công bố đáp án. Xin chúc mừng quý cô, quý thầy cô có đáp án là sai. Đúng phải là bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ nha, quê ở địa bàn Quảng Nam. Và đây là một trong những cái hình ảnh nổi tiếng của một cái chiếc giả ảnh gia chụp về cái cảnh bà đang thắp hương để trông chờ chín người con trai là chín người con ruột và hai người con rể, xin lỗi, một con rể và hai cháu ngoại nha, một con rể và hai cháu ngoại đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Cái hình ảnh của bà được tạc thành cái tượng cái đại diện cho các cái phụ nữ Việt Nam được phong danh hiệu là mẹ Việt Nam anh hùng. Nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam là ai? Xin mời quý cô cho biết các bạn. Mời quý cô công bố đáp án. Mời quý cô công bố đáp án. Xin chúc mừng quý cô có đáp án là Nguyễn Thị Kim Ngân. Thị Kim Ngân. Hiện tại còn không nhiều quý cô, xin mời quý cô còn lại của cái cuộc thi giờ nó điểm lên để ban tổ chức biết là còn bao nhiêu thí sinh nè. 8 thí sinh. Rồi nội dung kế tiếp nha, là các câu hỏi thuộc cái nội dung đố vui nha. Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Mời quý cô cho biết cái cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì. Suy nghĩ là công bố đáp án. Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Không có trao đổi, đề nghị thí sinh không trao đổi và khán giả cũng không nhắc nhở. Mời quý cô công bố đáp án. Xin chúc mừng quý cô có đáp án là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hoặc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Xin chúc mừng quý cô. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa quý thầy cô, chúng ta biết là nụ hôn là biểu tượng của sự yêu thương, một trong những món quà mà quý bà, quý mẹ, quý cô, quý chị em phụ nữ mong được đón nhận trong những ngày cần đến cái sự yêu thương và chia sẻ của nam giới đối với phụ nữ. Nhân ngày họp mặt hôm nay, ban tổ chức cũng có vài câu trắc nghiệm có liên quan đến nụ hôn. Và cũng xin quý thầy cô cũng lượng thứ bỏ qua. Đây là những cái câu hỏi nó cũng mang tính chất là
Câu hỏi vui thôi nha. Có gì không hãy với thầy cô cũng đừng bắt bẻ tội nghiệp ban tổ chức. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến chủ đề đủ không? Xin lỗi với thầy cô, mong được không gọi là gì? Mong được không gọi là gì? Mong được không gọi là gì? Mong được không thì gọi là gì? Mời quý cô công bố đáp án. Xin chúc mừng quý cô có đáp án là cầu hôn. Cầu hôn. Đáp án là hôn nhau là tặng trời. Hôn nhau là tặng trời. Hôn trong mộng mới gọi là hôn trong mơ mới gọi là hôn ước nha. Hôn trong mơ mới gọi là hôn ước. Còn mong được hôn, muốn được hôn gọi là cầu hôn. Vậy là còn đôi thí sinh, mời các thí sinh người đây nói chuyện. Vừa mới được hôn gọi là gì? Vừa mới được hôn gọi là gì? Vừa mới được hôn gọi là gì? Rồi rồi, quý cô công bố đáp án. Xin chúc mừng quý cô có đáp án là tân hôn. Tân hôn. Rồi câu hỏi tiếp theo, hôn thêm một cái nữa được gọi là gì? Hôn rồi hôn thêm được, hôn thêm một cái nữa được gọi là gì? Và Nguyễn Thị Thúy Liễu, xin chúc mừng cả ba cô đều có đáp án là tái hôn. Câu hỏi kế tiếp, đang hôn mà bị đẩy ra thì gọi là gì? Đang hôn mà bị đẩy ra thì gọi là gì? Mời quý cô công bố đáp án. Xin chúc mừng cả ba cô có đáp án là từ hôn. Tối đã gì? Đã không lấy đồ ban hiệu phối hợp với ban chấp hành công đoàn tổ chức buổi họp mặt ngày 8 tháng 3 cũng như là tiến tới là chào mừng ngày hạnh phúc 20 tháng 3. Thì như vậy là qua cái nội dung tổ chức thì thầy cô thấy công đoàn đã đầu tư để cải tiến nội dung. Thông qua cái trò chơi vừa qua thì thầy cô thấy là chúng ta làm rất là hào hứng, coi như thầy cô chơi rất là vui vẻ. Nói chung mình thấy cái cải tiến, chúng ta luôn luôn là cải tiến những cái nội dung mà tổ chức những cái buổi họp mặt để làm sao mà thầy cô thoải mái nhất, thu hút thầy cô nhiều nhất để chúng ta có cái buổi họp mặt đầy ý nghĩa nhất. Thì có lẽ năm nào chúng ta cũng tổ chức, nhưng mà chúng ta mỗi năm thì chúng ta có hình thức khác nhau, nhưng mà từ đó thì chúng ta cũng rút ra nhiều cái bài học để chúng ta nghiên cứu để tổ chức làm sao mà cho cái nội dung mà chúng ta phong phú, càng ngày càng phong phú và hấp dẫn. Thì cụ thể là như trò chơi vừa qua thì nó vừa cho chúng ta có cái không khí thoải mái mà vừa cho thầy cô cũng ôn lại những cái kiến thức có liên quan tới học tập này. Thì chúng tôi thấy là trường chúng ta thì càng ngày thì chúng ta cũng càng khẳng định cái vị thế của nhà trường trong cái ngành giáo dục. Thì chúng ta cũng nên tổ chức những cái loại hình hoạt động để tạo cái sân chơi lành mạnh nhất cho thầy cô. Nói chung khi mà thầy cô về hưu thì thầy cô cũng rất nhiều, thầy cô cũng nhớ lại lưu lại những cái hình ảnh đẹp, những cái kỷ niệm đẹp đối với nhà trường này. Thì hàng năm thì chúng ta cũng cố gắng như thế này, thì mong rằng cái ban chấp hành công đoàn thì cũng luôn luôn cải tiến cái hình thức tổ chức để
chúng ta có cái buổi họp mặt và thật ý nghĩa nhất, thì hôm nay thì cái ý nghĩa thì có lẽ thầy cô cũng đã hiểu nắm hết rồi. Thì chúng ta trong cuộc sống thì như nãy chúng ta có cái nội dung là yêu thương và chia sẻ, chúng ta cảm thông với nhau. Thì nhiều khi ban tổ chức làm việc hết mình nên để tìm hiểu, để sưu tầm những cái trò chơi, thì đây là cái đầu tư rất nhiều. Thì như vậy là có cái gì đó thì chúng ta cũng cảm thông với nhau. Tất nhiên là chúng ta không thể làm hài lòng hết thầy cô đâu, nên ví dụ được người này nhưng mà có thể không hài lòng người khác. Thành ra chính chỗ đó thì tôi mong rằng thầy cô có sự cảm thông, cái sự yêu thương chia sẻ với nhau, thì chúng ta mới ban tổ chức mới làm thoải mái được, mới tìm tòi nghiên cứu để tổ chức những cái hoạt động nó càng ngày càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Nhiều khi như nãy thầy Đức tổ chức cái chương trình nội dung nụ hôn thì rất là vui, nhưng mà chúng ta không có nghĩ loạn lạc, mà chúng ta nghĩ về cái đúng chữ, đốn chữ, rồi chúng ta đòi hỏi cái tư duy chúng ta nhanh nhẹn, ví dụ như thế. Nên thành ra có gì đó thầy cô cũng góp ý là để chúng ta làm sao mà chúng ta càng ngày thì cái tổ chức chúng ta nó càng hấp dẫn hơn, ví dụ như vậy. Thì mong rằng thầy cô, chúng ta làm sao trong cuộc sống thì cô không có gì hoàn hảo hết đâu, không có gì hoàn hảo hết, mà chúng ta biết hiểu nhau, thông cảm với nhau và luôn luôn nhìn về phía trước để chúng ta tiến lên, thì điều đó là chúng tôi thấy thầy cô nên có cái suy nghĩ như thế, thì tập thể chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau, kết nối với nhau, cùng chung một con đường là xây dựng nhà trường chúng ta càng ngày càng vững, càng mạnh, càng tiến bộ. Mà nhiều cái thế hệ chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta giữ vững được cái tinh thần hợp tác tốt với nhau, vừa làm tốt cái vai trò chuyên môn mà đồng thời tham gia các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Thì lúc đầu chúng tôi thấy rời rạc thầy cô vô rời rạc cô cũng buồn lắm, nhưng mà càng ngày thì thầy cô vô tương đối đầy đủ thì chúng tôi rất vui, tại vì cái ban tổ chức cũng cố gắng là tổ chức một cái buổi họp mặt làm sao mà nó đạt cái ý nghĩa nhất. Thì thầy cô chúng ta, mà nếu mà sự có mặt đầy đủ của thầy cô thì cái buổi tổ chức chúng ta thật long trọng. Thì mong rằng những cái buổi tổ chức họp mặt sau này thì thầy cô cũng cố gắng như thế, chúng ta tham gia thật thoải mái, chơi để vui, để thư giãn, để có cái bầu không khí nó tốt đẹp. Thì tôi mong rằng thầy cô cũng cố gắng như thế. Ví dụ sắp tới, cái hướng sắp tới là chúng tôi sẵn đây chúng tôi nói luôn, thì mai mốt chúng ta sẽ tổ chức một cái chuyến đi tham quan du lịch, thì cũng kêu gọi tinh thần thầy cô cũng tham gia, sắp xếp thời gian ta tham gia đầy đủ. Ví dụ có thể là dự kiến có thể đi Phú Quốc, ví dụ vậy. Tất nhiên là nhà trường cũng có một cái phần kinh phí nào đó thì cũng đòi hỏi thầy cô cũng đóng góp vào phim. Thì như vậy chúng ta tổ chức một chuyến đi xa cho nó thoải mái chút. Nên thì mong rằng sắp tới thì chúng ta cũng cùng nhau là tổ chức một chuyến thật ý nghĩa, để những thầy cô mà chuẩn bị về hưu thì cũng có cái kỷ niệm đẹp nghe cái tập thể chúng ta. Thì nói chung thì ngày hôm nay thì ngày dành cho phái đẹp, mà như chúng tôi đã nói thì phái đẹp không phải là phái yếu, mà phái đẹp chính là cái phái mà mang lại cái vẻ đẹp của ngôi trường chúng ta, mà mang lại cái sức mạnh cho ngôi trường chúng ta, chính là quý cô. Thì mong rằng quý cô sắp tới thì cô cũng phát huy hết cái tiềm năng của mình, phát huy hết cái vai trò của mình để đóng góp ngày càng nhiều cho cái sự tiến bộ của nhà trường. Tôi mong rằng thời gian tới chúng ta cũng làm được như thế. Thì cuối lời thì hôm nay ngày 8 tháng 3 cũng như tiến tới ngày hạnh phúc gia đình, thì chúng tôi chúc tất cả quý cô có một ngày thật thoải mái, thật vui vẻ, và quý cô luôn luôn xinh đẹp trong lòng của nam giới chúng tôi. Và cố gắng là thầy cô chúng ta sẽ luôn luôn hợp tác tốt với nhau để xây dựng nhà trường này tiến bộ không ngừng. Thì cuối lời một lần nữa thì chúc quý cô xinh đẹp trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
hết.